tiểu sử nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, cuộc sống ngoài đời của bà Dần trong hương vị tình thân như thế nào. Bên cạnh gia tài phim ảnh đồ sộ, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với Tổ Ấm Nhỏ Hạnh Phúc và Viên Mãn. Thành công của bộ phim Hương Vị Tình Thân không chỉ đến từ kịch bản hấp dẫn mà còn nhờ dàn diễn viên cực kỳ chất lượng. Trong đó, nhân vật bà Dần do nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh thủ vai nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Trái với nhân vật chịu nhiều bất hạnh trong phim, bà Dần ngoài đời có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ. Nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh sinh năm 1954 tại Hà Nội, được khán giả yêu thích qua những vai diễn ấn tượng như trong phim Bài Ca Ra Trận, Đêm Miền Yên Tĩnh, Số Đỏ, Gánh Hàng Hoa, Đến Hẹn Lại Lên, Đông Dương, Xích Lô, Mùa Hè Chiếu Thẳng Đứng, Bến Không Trồng, Những Cô Gái Chân Dài, Chuyện Của Bao, Áo Lụa Hà Đông, Chơi Vơi, Lời Nguyền Huyết Ngải. Nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội. Thời thanh xuân đã đi qua nhưng nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh vẫn còn nguyên vẹn sức hút của mình khi xuất hiện trong các bộ phim. Diễn viên thực lực, đời tư trong sạch nên mà được khán giả rất bực ủng hộ yêu mến. Nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh từng đạt giải diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3 vào năm 1975 với vai diễn trong phim Đến Hẹn Lại Lên và giải thưởng diễn viên nước ngoài xuất sắc nhất tại giải thưởng phim truyền hình Seoul vào năm 2008 do đài truyền hình SBS Hàn Quốc trao tặng với vai bà mẹ trong bộ phim 64 tập Golden Bride, Cô Dâu Vàng. Nói về những giải thưởng của mình đã từng được trao, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh bảo ý nghĩa nhất vẫn là sự yêu mến của khán giả. Đã làm nghề thì quan trọng là những vai diễn, chứ tôi không quá chú ý tới những giải thưởng hoặc suy nghĩ phải có giải thưởng mới là động lực. Chia sẻ thêm về cuộc sống đời thường, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh tự nhận mình kiệm lời, ít giao tiếp, không hài hước, không hoạt náo sôi nổi. Sau ống kính máy quay là sự yên tĩnh, sự lắng đọng để nghiền ngẫm kịch bản và suy nghĩ xem cảnh tới sẽ diễn ra như thế nào. Không chỉ riêng tôi mà những người bạn cùng thời của tôi cũng sống chậm rãi và tĩnh lặng như thế. Bà sinh năm 1956. Ông ngoại của bà là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Nguyễn Gia Túc. Bộ đôi nghệ sĩ nổi tiếng của đoàn cải lương Chuông Vàng, Tiêu Lang, Kim Xuân là cha mẹ của nữ diễn viên. Như Quỳnh cũng nối nghiệp gia đình, tốt nghiệp khoa cải lương khóa đầu tiên của trường nghệ thuật Hà Nội, nay là trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và đi theo đoàn diễn. Xuất phát điểm là nghệ sĩ cải lương, nhưng Như Quỳnh lại gắn bó cuộc đời mình với các bộ phim. Đi lên nhờ điện ảnh, Như Quỳnh cũng là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim truyền hình. Bà sống đời với nghệ thuật, dù vai ngắn hay dài đều diễn rất tròn, tâm huyết từng câu thoại. Những công hiến của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh được ghi nhận khi trở thành nghệ sĩ ưu tú vào năm 1998 và nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2007. Nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh sinh ra tại phố cổ nên thấm nhuần cốt cách tinh thần của người con gái Tràng An. Điện ảnh Việt Nam thời đó không thiếu những mỹ nhân nổi tiếng như Thanh Quý, Hoàng Cúc, Minh Châu, nhưng bà Dần của Hương Vị Tình Thân chưa bao giờ bị mờ nhạt. Vẻ đẹp thanh lịch, tao nhã lại kiêu sa đại cát của Như Quỳnh gây thương nhớ cho nhiều khán giả. Năm 1980, Như Quỳnh lên xe hoa với nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo. Cuộc hôn nhân của bà được ví như trong chuyện cổ tích vì cả hai rất xứng đôi vừa lứa, cùng xuất thân danh giá. Nếu như Như Quỳnh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, thì ông xã lại là con út của nhà buôn Tam Kỳ nổi tiếng trên phố Hàng Đào. Thêm một điều thú vị nữa là hai nhà rất có duyên làm thông gia, chị gái của nữ diễn viên cũng kết hôn với anh trai của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo. Ở tuổi 67, Như Quỳnh vẫn dốc sức cho các vai diễn yêu thích. Ông xã thay bà quán xuyến công việc nhà và chăm lo cho hai cô con gái xinh đẹp. Có hậu phương vững chắc phía sau nên nữ diễn viên rất yên tâm khi theo đuổi nghệ thuật. Con cái tôi đều lớn cả, tôi cũng có hai cháu ngoại. Thời gian tôi đi đóng phim, có người giúp việc ở nhà dọn dẹp và lo ăn uống cho ông xã.
Ông xã đã sống với mình mấy chục năm trời nên hiểu nghề của mình. Tôi vẫn đủ sức khỏe để đi đóng phim. Vốn dĩ tôi cũng không phải người hay ốm. Ngoài ra tôi cũng là người biết tự bảo vệ bản thân, ăn uống cẩn thận, quàng khăn giữ ấm. Nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh chia sẻ. Trước đây gia đình nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh có mở quán cà phê nho nhỏ nhưng hiện tại đã nghỉ khá lâu. Hàng ngày nếu không đi làm phim thì tôi ở nhà lo cơm nước và việc nội trợ cho gia đình. Ở tuổi này rồi thì chúng tôi lấy niềm vui của bạn bè và con cháu là niềm vui của mình. Nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh và những vai diễn hiện tại. Năm 2020, nữ nghệ sĩ đã trở lại màn ảnh Việt với bộ phim Đừng Bắt Em Phải Quên. Bà vào vai một người phụ nữ dịu dàng, hiền lành. Dù chỉ là một nhân vật phụ nữ, nhưng nữ diễn viên đã thể hiện tốt và trọn vẹn vai diễn của mình. Diễn viên Như Quỳnh và nhân vật bà Dần. Nữ nghệ sĩ cho biết mặc dù năm nay đã bước sang tuổi 67, nhưng bà vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng với nghề và có đủ sức khỏe để tham gia đóng phim cùng mọi người. Vào năm 2021, bà đã nhận vào vai mẹ chồng bị Alzheimer, có tính cách khá ghê gớm, khắc nghiệt trong bộ phim Hương Vị Tình Thân của đạo diễn Danh Dũng. Nhân vật bà Dần do nữ nghệ sĩ thủ vai cũng là người phụ nữ đáo để, sắc sảo. Bà Dần luôn muốn thể hiện vị thế số 1 của mình trong gia đình nên xung khắc với con dâu. Cuộc đời gặp nhiều đau khổ, từng bị mất con, bị chồng phụ bạc nên cuối đời, bà gây nên mâu thuẫn và hành hạ con dâu không chút thương tiếc. Nữ diễn viên chia sẻ, qua vai diễn này bà gửi đến thông điệp với mong muốn để giới trẻ hiểu được người già ở Việt Nam đang thiếu gì, cần gì và họ có mong muốn nhận được sự thông cảm ra sao, được an ủi, vỗ về như thế nào. Bà Dần đã phải sống trong một cuộc đời dữ dội, đau đớn và có nhiều mất mát, nhưng ký ức ấy ám ảnh bà rất lâu. Đến lúc già, khi con cháu đề hề, bà vẫn lăn lộn cuộc sống giữa hiện tại và quá khứ. Điều ấy tạo nên xung đột giữa bà và các thành viên trong gia đình. Theo nữ nghệ sĩ muốn thể hiện được tốt nhân vật bà Dần, thì diễn viên cần phải có sự thấu hiểu về cuộc đời, có độ chín chắn về cái nhìn của cuộc sống và có sự đồng cảm, hiểu được cảm nhận của nhân vật. Đây không phải là nhân vật có những pha hành động gay cấn, mạo hiểm, mà là một vai diễn thể hiện được những chiều sâu tâm lý của người già. Cuộc sống xung quanh của chúng ta đang có rất nhiều người già bị lẫn lộn giữa cuộc sống hiện tại và ký ức giữ ở trong lòng. Khi diễn vai này, nữ nghệ sĩ nhớ đến bà ngoại của mình cũng có những dấu hiệu na ná như nhân vật bà Dần. Chính vì vậy, bà muốn thể hiện cảm xúc thật nhất đối với vai diễn của mình. Bên cạnh đó, các diễn viên trẻ hiện tại có thể bắt nhịp rất nhanh với người lớn tuổi như bà, vẫn cần có không gian riêng. Vì vậy, cả đoàn phim Hương Vị Tình Thân đã hỗ trợ nhiệt tình dành cho bà không gian yên tĩnh để nhập vai với lời thoại, chuẩn bị tâm lý và cảm xúc. Diễn viên Như Quỳnh từng có ý định từ chối đóng phim. Ban đầu, khi nhận 30 tập kịch bản đầu tiên, nhận ra mình đảm nhận vai diễn nặng về tâm lý trong phim Hương Vị Tình Thân, nữ nghệ sĩ đã định từ chối vì vai diễn đó quá khó và còn kéo dài hơn 100 tập. Nhưng sau đó bà nghĩ đến đạo diễn Danh Dũng đã khơi gợi cảm xúc, khai thác nhân vật để thuyết phục bà và cũng như muốn thử sức để làm khác đi những nhân vật mình từng đóng từ trước đến nay, bà đã quyết định nhận lời tham gia diễn xuất. Mặc dù năm nay gần 70 tuổi, nhưng dáng người nữ diễn viên vẫn còn thanh mảnh gọn gàng, đi lại nhanh nhẹn cùng gương mặt vẫn giữ nguyên những nét đẹp thời thanh xuân,